Thành phố Izhetsk, quê hương của biểu tượng quân đội thời Xô Viết Mikhail Kalashnikov, cách thủ đô Moscow 1.300 km về phía đông, đang trải qua những ngày lạnh nhất trong năm. Cái lạnh càng thêm bút giá đối với người dân từng làm việc tại nhà máy sản xuất vũ khí Izhmash, từng là nơi sản xuất AK-47 chủ lực, khi hay tin cha đẻ của khẩu AK-47 qua đời. Sự ra đi của ông ấy khiến chúng tôi rất đau buồn. Đó là một mất mát lớn. Trước đây tôi từng gặp ông ấy vài lần. Đối với thành phố này, ông ấy có rất nhiều đóng góp. Tôi ngưỡng mộ công hiến của ông ấy. Không chỉ được biết đến là một biểu tượng trong ngành công nghiệp vũ khí ở Nga, Kalashnikov còn được mọi người đánh giá là lạc quan và giúp truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Nga. Tôi đã được cộng tác với ông ấy một lần khi ông ấy đã về hưu. Ông ấy rất thông minh, hay chuyện trò, khá hài hước và tràn đầy nhiệt huyết. Giờ đây ông ấy đã rời xa chúng tôi, đó là một mất mát lớn. Nhưng nước Nga tự hào vì có một người con ưu tú đến thế. Lúc còn sống, Kalashnikov đã rất tự hào vì phát minh của mình, nhưng cũng luôn bị ám ảnh bởi việc AK-47 trở thành khẩu súng cướp đi nhiều mạng sống nhất trên toàn thế giới. Đến nay, khẩu AK-47 được sử dụng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và được liệt vào danh sách những phát minh nổi bật nhất thế kỷ 20. Theo đó, súng trường Kalashnikov AK-47 đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về khoản vũ khí được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Theo dự kiến, vào ngày mai, nhà nước Liên bang Nga sẽ tổ chức tang lễ trọng thể dành cho ông Kalashnikov với sự có mặt của hàng loạt quan chức cao cấp của Điện Kremlin và quốc tế. Ông Kalashnikov sẽ được an táng tại nghĩa trang quân sự liên bang phía bắc Moscow.